anh em rất là khăng khít và đoàn kết. Cho đấy là một cái điều rất là mừng đối với một đội trưởng như tôi. Tất cả những thành viên trong đội quan trọng như nhau, tại vì mỗi một thành viên là họ thắng hay thua nó là một điểm. Người đó thắng, người đó sẽ là quan trọng. Tập luyện chăm chỉ, đoàn kết và tự tin thì chắc chắn sẽ giành chiến thắng năm nay.